Chào mừng các em đến với bài giảng môn sinh học 7. Trước khi vào bài học mới của kiểm tra bài cũ, em hãy trình bày đặc điểm cấu tạo về răng của ba bộ thú: bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt, thích nghi với đời sống của chúng. Về đặc điểm về bộ ăn sâu bọ thì có răng, các răng đều nhọn để cắn dập sâu bọ. Bộ thứ hai là bộ gặm nhấm, có răng cửa lớn, sắc, mọc dài liên tục và thiếu răng lanh. Bộ thứ ba là bộ ăn thịt, có bộ răng phân hóa rõ ràng thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. Răng cửa ngắn, sắc để róc xương, răng nanh dài, nhọn để xé mồi. Răng hàm có mẫu sắc dẹp để nghiền thức ăn. Ở những tiết trước, chúng ta đã đi tìm hiểu đa dạng của lớp thú. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu lốt những bộ còn lại của lớp thú, đó chính là các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay, bài 51, đa dạng của lớp thú, các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Nội dung chính của bài học ngày hôm nay gồm có 4 nội dung chính. 1. Chúng ta đi tìm hiểu về các bộ móng guốc. 2. Chúng ta đi tìm hiểu về bộ linh trưởng. 3. Chúng ta đi tìm hiểu vai trò của thú. 4. Chúng ta đi tìm hiểu đặc điểm chung của thú. Phần 1, cô và các em cùng nhau đi tìm hiểu đặc điểm của các bộ móng guốc. Một nhỏ đặc điểm. Các em đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 166 và quan sát hình, tìm ra đặc điểm chung để xếp các loài thú này vào bộ móng guốc. Các em quan sát vào hình và thấy được rằng các loài thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm. Đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bọc, được gọi là guốc. Môi trường sống của các thú móng guốc ở đâu? Các em quan sát thấy được rằng là môi trường sống của thú móng guốc thường sống ở cạn. Các em quan sát hình ảnh sau đây và cho cô biết được chân của thú móng guốc có đặc điểm gì thích nghi với lối di chuyển nhanh. Các em quan sát vào hình 51.1 và thấy được rằng là gì? Chân của các loài thú móng guốc thì chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng. Và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp. Và toàn bộ đấy cũng chính là đặc điểm để phân biệt các bộ móng guốc. Đó chính là thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm. Đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bọc, được gọi là guốc. Chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng. 2. Chúng ta đi tìm hiểu về phân loại các bộ móng guốc. Các em quan sát vào hình dưới đây và cho cô biết thú móng guốc có những bộ nào. Các em quan sát vào hình và thấy được rằng thú móng guốc được chia ra làm 3 bộ. Bộ thứ nhất đó chính là bộ guốc lẻ, đại diện là tê giác. Bộ thứ hai là bộ guốc chẵn, ví dụ như trâu, bò. Bộ thứ ba là bộ voi, đại diện là voi. Các em quan sát tiếp về chân của các loài sau đây và hãy cho cô biết, hãy so sánh số ngón chân của các loài trên. Các em quan sát chân của lợn, chân của bò, chân ngựa và chân tê giác thì thấy được rằng chân của lợn và chân của bò giống nhau, là đều có 4 ngón chân và số ngón chân là chân chẵn. Còn chân ngựa thì chỉ có 1 ngón, chân tê giác có 3 ngón nên số ngón chân là chân lẻ. Một, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đặc điểm từng bộ một. A, bộ guốc chẵn. Em quan sát vào chân lợn và chân bò. Em có nhận xét gì về ngón chân của hai loài trên? Chân lợn và chân bò có 4 ngón, nhưng chúng ta thấy rằng có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau. Ngón thứ 2 và ngón 5 nhỏ hơn hoặc thiếu. Ngón 1 bao giờ cũng thiếu. Các em quan sát một số đại diện của
bộ quốc chẵn và hãy cho cô biết thức ăn chủ yếu của chúng là gì. Các em biết rằng là gì? Thức ăn là gì? Có một loài động vật ăn tạp, đó chính là lợn. Nó ăn cả động vật lẫn thực vật. Còn đa số các loài của bộ quốc chẵn thì ăn thực vật. Và nhiều loài có tập tính đó chính là nhai lại, ví dụ như trâu, bò, lai. Và đấy cũng chính là đặc điểm của bộ quốc chẵn, đó chính là có hai ngón chân giữa phát triển bằng nhau, sống thành đàn và đa số ăn thực vật và có tập tính nhai lại. Các em ghi nội dung vào vở. Sang phần B, chúng ta đi tìm hiểu về bộ quốc nè. Em có nhận xét gì về ngón chân của hai loài này? Các em biết rằng là chân ngựa, chân tê giác đều có số ngón chân là lẻ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là gì? Có ba hai loài này đều có ngón chân giữa phát triển hơn cả. Các em có thể quan sát thì các em quan sát một số đại diện thuộc bộ quốc lẻ và cho cô biết thức ăn chủ yếu của các loài này là gì. Thức ăn của các loài ngựa, tê giác, nừa là thức ăn là thực vật và nó không có tập tính nhai lại. Tuy nhiên, chúng ta biết được rằng có những loài thuộc bộ quốc lẻ có không có sừng thì chúng sống tập trung lại thành đàn, ví dụ như ngựa. Có những loài có sừng nhưng lại sống đơn độc, ví dụ như là tê giác. Và đó cũng chính là đặc điểm để phân biệt bộ quốc lẻ, đó chính là có ngón chân giữa phát triển hơn cả. Không có sừng thì sống thành đàn, có sừng thì sống đơn độc, thức ăn là ăn thực vật và không nhai lại. Chúng ta sang phần C, đó chính là đi tìm hiểu về bộ voi. Các em quan sát hình ảnh sau và cho cô biết tại sao voi lại được xếp vào bộ riêng. Voi được xếp vào bộ riêng vì nó có những đặc điểm, đó chính là có bàn chân có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da thì dày và thiếu lông. Và chúng thì sống thành đàn, thức ăn chủ yếu của chúng đó chính là thực vật và không nhai lại. Vậy thì cho câu hỏi tiếp nào, voi cũng nằm trong bộ móng guốc mà tại sao voi lại chạy chậm hơn các loài thú móng guốc khác? Các em có thể quan sát và đây chính là đặc điểm chân voi. Thì chú ý rằng là chân của voi có 5 ngón, có guốc tiếp xúc với đất. Tuy nhiên chân voi to, hình trụ, cơ thể voi thì rất là nặng, nên voi chạy rất chậm hơn các loài thú móng guốc khác. Và đó cũng chính là để đặc điểm để phân biệt bộ voi với lại hai bộ khác trong các loài thú móng guốc, đó chính là có 5 ngón, guốc nhỏ. Thứ hai là có vòi. Thứ ba là sống thành đàn. Thứ tư là ăn thực vật và không nhai lại. Từ những kiến thức mà chúng ta vừa đi tìm hiểu về các bộ móng guốc thì chúng ta làm cho cô bài tập thảo luận sau. Các em lựa chọn câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau. Đây là đại diện của các bộ móng guốc các em hoàn thành. Thứ nhất về lợn. Lợn thì có số ngón chân là chẵn, sừng thì không có. Nó là loài động vật ăn tạp và sống thành đàn. Thứ hai đó chính là hươu. Hươu thì có số ngón chân phát triển là chẵn, có sừng, chế độ ăn đó chính là nhai lại và sống thành đàn. Thứ ba đó chính là ngựa, thì số ngón chân của nó là lẻ, không có sừng, chế độ ăn là nhai lại, lối sống thì sống tập trung thành đàn. Về voi thì chúng ta thấy là loài mà gì có 5 ngón, không có sừng, không nhai lại và sống tập trung thành đàn. Về tê giác thì số ngón chân là lẻ,
có sừng, không nhai nặng nhưng lại sống đơn độc. Thì qua bài tập này thì chúng ta thấy được rằng là đa số các loài thuộc bộ móng guốc thì sống thành đàn, chỉ có một số ít thì sống đơn độc. Chúng ta vừa đi tìm hiểu xong về các bộ thú móng guốc, chúng ta sang phần 2 đi tìm hiểu về bộ linh trưởng. Các em đọc thông tin sách giáo khoa trang 167 và quan sát hình dưới đây. Em hãy nêu đại diện thuộc bộ linh trưởng. Các em quan sát vào hình thì chúng ta có thể nhận diện được một số đại diện thuộc bộ linh trưởng. Thứ nhất đó chính là khỉ. Thứ hai, vượn, đười ươi, tinh tinh, gorilla. Các em quan sát đây chính là hình ảnh về khỉ hình người. Và cho cô biết các loài thú thuộc bộ linh trưởng thì có tập tính gì? Các loài thú thuộc bộ linh trưởng thì có tập tính đó chính là nó di chuyển bằng chân và thích nghi với đời sống ở trên cây. Vậy chúng thích nghi với đời sống trên cây thì đặc điểm nào giúp thú linh trưởng thích nghi được với đời sống ở cây? Thích nghi được với đời sống ở cây đó chính là về đặc điểm cấu tạo. Về bàn tay, bàn chân có 5 ngón thì có ngón cái đối diện với ngón còn lại, thích nghi với sự cầm nắm và neo trèo. Về đặc điểm đại diện của các bộ linh trưởng, các em chú ý cho cô những đặc điểm sau. Thứ nhất đó như có đặc điểm là có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của loài khỉ. Thứ hai là có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi, đó chính là vượn. Và khỉ và vượn thì sống thành đàn. Về đặc điểm tiếp theo đó chính là gì? Không có chai mông, túi má và đuôi thì chúng ta tìm thấy được ở các đại diện đó chính là khỉ hình người. Ví dụ như là đười ươi, tinh tinh, gorilla. Và đười ươi thì có tập tính là nó không sống thành đàn mà chúng đơn độc từng cá thể một. Còn tinh tinh, gorilla thì sống thành đàn. Các em có thể quan sát đây chính là đười ươi, tinh tinh và đây chính là các loài gorilla. Các em cho cô biết tại sao bộ linh trưởng là động vật tiến hóa gần nhất với loài người. Các em đều biết được rằng là bộ linh trưởng là động vật tiến hóa gần nhất với loài người vì nó mang những đặc điểm giống con người của chúng ta. Đó chính là bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với các ngón còn lại, cầm nắm linh hoạt. Bán cầu não của các loài này thì khá phát triển và có thể hình thành nhiều phản xạ có điều kiện giống với loài người của chúng ta. Về đặc điểm bộ linh trưởng, các em cần ghi nhớ cho cô hai nội dung chính sau. Đó chính là bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với các ngón còn lại. Và đặc điểm thứ hai các em nhớ cho cô đó chính là chủ yếu ăn thực vật. Dạ, chúng ta đi tìm hiểu sang phần tiếp theo, đó chính là chúng ta đi tìm hiểu phần 3, vai trò của thú. Các em hãy cho cô biết các loài thú có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta và trong tự nhiên. Ở trong đời sống của chúng ta, các loài thú có thể cung cấp cho chúng ta thực phẩm hàng ngày, ví dụ như thịt lợn, thịt bò, sữa. Hoặc có thể phụ giúp con người chúng ta, đó chính là cung cấp sức kéo. Hoặc có thể làm cung cấp cho chúng ta một nguồn dược liệu quý, ví dụ như nhung hiêu, mật gấu. Hoặc cung cấp cho chúng ta nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ, da báo, hổ, hoặc là ngà voi, sừng hiêu. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng nó còn phục vụ
du lịch giải trí hàng ngày cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy có thể là khỉ làm xiếc, cá heo làm xiếc, hoặc khỉ làm toán, vân vân. Hoặc chúng ta có thể thấy được rằng là đối với tự nhiên thì loài còn tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại cho nông nghiệp, ví dụ như mèo, chồn. Các loài thú còn làm vật thí nghiệm, ví dụ như khỉ, chuột bạch và thỏ. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng các loài thú còn giúp thụ phấn cho cây hoặc phát tán cây rừng, ví dụ như là rơi thụ phấn hoặc vượn cáo thụ phấn cho cây. Về vai trò của lớp thú, các em ghi nhớ cho cô vai trò đối với đời sống của con người. Thứ nhất đó chính là cung cấp thực phẩm sức kéo, ví dụ như trâu bò, cung cấp dược liệu, ví dụ như hươu, hươu xạ. Cung cấp nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ, ví dụ như ngà voi. Cung cấp nguyên liệu thí nghiệm, ví dụ như khỉ, thỏ, chuột. Tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại, ví dụ như mèo, chồn. Về phục vụ du lịch giải trí, ví dụ như cá heo, khỉ, voi. Đối với tự nhiên thì trong tự nhiên qua mối quan hệ dinh dưỡng tạo sự cân bằng sinh thái. Hiện nay, việc săn bắn, buôn bán các loài động vật hoang dã diễn ra rất phổ biến. Trong khi đó, công tác kiểm soát của các cơ quan chức năng còn nhiều khó khăn. Do đó, nếu không có các biện pháp bảo vệ, việc ngăn cấm việc săn bắn để lấy thịt, da, sừng thì rất nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Các em cùng nhau quan sát hình ảnh về một số loài thú móng vuốt thuộc bộ linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Thank you.
Chúng ta vừa đi quan sát một số hình ảnh về các loài thú đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Trước những hiện trạng đó, chúng ta cần phải làm gì? Hiện nay, việc săn bắn, buôn bán các loài động vật hoang dã rất nhiều, không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới. Chính vì thế, chúng ta phải đề ra một số biện pháp bảo vệ các loài động vật hoang dã. Dưới đây là một số biện pháp bảo vệ các loài động vật hoang dã. Thứ nhất, đó chính là chúng ta không săn bắn các loài thú mà hãy đề ra các biện pháp, đó chính là luật bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Thứ hai là trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo môi trường sống cho các loài thú. Thứ ba là xây dựng các khu bảo tồn động vật. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta đã có một số khu bảo tồn. Ví dụ như các bạn đến thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương hoặc là Cát Tiên. Thứ tư là tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế, ví dụ như hươu. Đặc biệt, chúng ta hãy tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người dân không mua bán, săn bắn các loài động vật hoang dã. Các em quan sát hình ảnh dưới đây và cho cô biết một số loài thú nuôi ở gia đình có thể mắc một số bệnh gì. Một số loài thú nuôi ở trong gia đình rất dễ mắc bệnh nở mồm long móng do chúng ta vệ sinh chuồng trại hoặc không tiêm phòng. Để có biện pháp phòng tránh dịch bệnh thì người chăn nuôi cần phải giữ gìn vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng bệnh cho gia súc theo đúng quy định của cơ quan thú y. Cô và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu phần 3 vai trò của nấc thú. Vậy thì đặc điểm chung của nấc thú có đặc điểm chung gì? Chúng ta sang phần 4, đặc điểm chung của thú. Các em hãy nêu cho cô đặc điểm chung của nấc thú có đặc điểm chung gì? Về đặc điểm chung của nấc thú, các em nhớ cho cô 4 nội dung chính sau đây. 1. Nấc thú là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất. Thứ hai là có lông mao và bộ răng phân hóa thành 3 loại: răng cửa, răng nanh và răng hàm. Thứ ba là có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Thứ tư là động vật hằng nhiệt. Cô và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu xong bài 51 đa dạng của nấc thú, các bộ móng guốc và bộ ninh trưởng. Cùng với cùng nội dung chính của bài, các em cần ghi nhớ cho cô 4 nội dung chính và đặc điểm để phân biệt các loại thú móng guốc, bộ ninh trưởng, vai trò của nấc thú cũng như đặc điểm chung của nấc thú. Về nhà các em đọc cho cô phần Em có biết trang 169, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 169, ôn lại toàn bộ kiến thức câu hỏi bài tập về động vật có xương sống, chuẩn bị cho tiết sau chúng ta ôn tập kiểm tra một tiết. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập tốt.